Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở cái thời buổi bận rộn và ngày càng phát triển như hiện nay thì một trong những trợ thủ đắc lực nhất trong việc làm xúc xích, lạp xưởng để ăn hàng ngày hay là cho các cơ sở sản xuất chế biến xúc xích, lạp xưởng với số lượng thì đó chắc chắn là những chiếc máy đun xúc xích rồi phải không ạ? Và trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại máy đun xúc xích khác nhau với những ưu nhược điểm, chức năng khác nhau để phù hợp với từng mục đích, từng nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc máy đun xúc xích bằng điện 10 lít đến từ thương hiệu Nissan. Và nhìn vào bề ngoài thì chắc chắn các bạn sẽ rất ấn tượng phải không ạ? Nhưng để xem coi là nó còn có những đặc điểm gì nổi bật khác biệt nữa thì mời các bạn hãy cùng mình tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay nha. Dòng sản phẩm máy đun xúc xích tự động Nissan được chia làm hai model là 10 lít và 15 lít. Các mẫu này đều giống nhau về thiết kế, chất liệu và tính năng, chỉ khác nhau về dung tích, kích thước và sản lượng. Thật sự thì điểm đầu tiên mà mình ấn tượng đó chính là vẻ bề ngoài của chiếc máy này khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Thì các bạn hoàn toàn có thể đặt trên bàn như thế này để thuận tiện cho thao tác để sử dụng. Toàn bộ máy đều được làm từ chất liệu inox cao cấp. Vì vậy, máy không chỉ có độ bền cao mà còn có một vẻ ngoài sáng bóng vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó thì chất liệu này có khả năng chống han gỉ rất tốt nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Máy có cấu tạo đơn giản bao gồm các bộ phận chính đó là phần khung máy, ống chứa thịt, đầu đun xúc xích và hệ thống điều khiển. Trước tiên là máy sở hữu hệ thống điều khiển rất là thuận tiện cho việc sử dụng. Các bạn có thể thấy ở đây, bao gồm công tắc nguồn, công tắc điều chỉnh đĩa đùn, công tắc khóa bàn đạp, núm điều chỉnh tốc độ đùn. Và ngoài ra thì máy còn có thêm một kết nối với bàn đạp bằng chân. Đây ạ. Về phần khung máy và chân máy thì thiết kế rất là chắc chắn, vừa mang lại cảm giác an toàn cho người dùng, vừa hạn chế rung lắc và tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Ống chứa thịt với khớp gài có thể dễ dàng tháo lắp để cho nguyên liệu vào rất tiện lợi. Và với dung tích chứa khoảng 10 lít, máy có thể đùn từ 7 đến 9kg thịt mỗi mẻ. Đi kèm với máy còn có thêm 4 đầu đùn với các kích cỡ khác nhau. 4 đầu đùn này sẽ đáp ứng nhu cầu đùn xúc xích với 4 kích cỡ xúc xích khác nhau, rất tiện lợi. Ở đây thì mình đã lắp sẵn một đầu đùn vào máy. Và khi cần thay thế thì bạn có thể tháo chân ren ra và lắp một đầu đùn khác vào. Thao tác cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Hệ thống truyền động của máy có thể thay đổi tốc độ cho chất lượng xúc xích tốt nhất, đùn chặt mà không quá căng, đảm bảo xúc xích không bị nứt hoặc rách vỏ khi hấp. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Lắp sẵn phễu đùn, đầu đùn xúc xích vào máy. Tùy theo nhu cầu, bạn có thể chọn các kích cỡ khác nhau từ 15, 20, 30, 35mm. Bước 2. Cho thịt vào cối, ống chứa thịt. Bạn thực hiện nghiêng cối chứa thịt hoặc có thể tháo hẳn cối chứa thịt ra để cho nguyên liệu làm xúc xích vào. Lưu ý, lượng thịt đưa vào phải ít hơn 0,5kg so với dung tích thực của cối để đảm bảo thịt không bị tràn ra ngoài. Bước 3. Luồn vỏ xúc xích vào đầu đùn và chuẩn bị sẵn khay đỡ thành phẩm. Bước 4. Kết nối máy với nguồn điện và sau đó mở công tắc máy ở chế độ on. Bước 5. Nhấn công tắc điều chỉnh bàn đạp. Trong quá trình máy hoạt động, bạn có thể điều chỉnh tốc độ đùn theo ý muốn. Bước 6. Khi vỏ xúc xích đã đầy, bạn ngừng nhấn bàn đạp thì đĩa đùn xúc xích sẽ ngừng hoạt động. Khi piston dịch chuyển xuống đến đáy của ống chứa thịt thì sẽ tự động ngừng. Bạn nhấn công tắc điều chỉnh đĩa đùn để nâng đĩa đùn lên. Tương tự, tiếp tục cho thịt vào ống chứa thịt và lắp vào máy để làm các mẻ tiếp theo. Đặc biệt, khi mua sản phẩm máy đun xúc xích tại điện máy Nissan sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% cộng một phiếu mua hàng trị giá 500.000. Bảo hành 1 năm phần điện cộng 3 năm các mối hàn inox. Bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên. Miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy đun xúc xích, Nissan cũng cung cấp thêm các sản phẩm máy liên quan hỗ trợ khác như máy xay giò chả, máy xay đùn thịt, máy buộc chỉ xúc xích, tủ hấp xúc xích, nồi luộc xúc xích, tủ xông khói xúc xích. Các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho đơn vị của mình chọn bộ sản phẩm để phục vụ cho công việc được hiệu quả hơn. Vừa rồi chúng ta đã vừa khám phá chiếc máy đun xúc xích tự động 10 lít của Nissan. Với thiết kế nhỏ gọn cùng với cách sử dụng vô cùng đơn giản thì chiếc máy này chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu làm xúc xích tại nhà của bạn. Để tìm mua các sản phẩm chính hãng của Nissan, bạn có thể tới các chi nhánh của Nissan trên toàn quốc cũng như các trang thương mại điện tử. Ngoài ra thì kênh tư vấn online 24/7 của Nissan luôn sẵn sàng để hỗ trợ các bạn. Để biết thêm thông tin hữu ích về các sản phẩm của Nissan, các bạn hãy truy cập vào website dienmaynissan.com cũng như like và subscribe kênh YouTube của Điện máy Nissan, chuyên gia máy thực phẩm. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.